Vì sao dưỡng da mãi mà vẫn không trắng? Đó là do các nàng chưa thử kết hợp thức uống bổ sung từ bên trong đó. Vitamin A và C được coi là hai loại vitamin quan trọng trong quy trình chăm da tươi khỏe, trẻ. Bằng cách bổ sung trà thảo mộc thiên nhiên, phổ biến và an toàn. Thậm chí em bé trên 7 tuổi hay là phụ nữ sau sinh thì cũng đều dùng được. Nay An Nhiên còn phát triển thêm công thức dưỡng nhan sáng tối, có cả lê gai, bạch phục linh, quả sung, hoa hệ tây. Sản bổ sung vitamin C trong chu trình dưỡng da được xem là chìa khóa để sở hữu một làn da sáng mịn, hiệu quả chống nắng được nâng cao. Tối vitamin A để giúp chống lão hóa, căng bóng da và duy trì độ ẩm cho da. Với thành phần chính chứa anthocyanin từ dâu tằm, hắc kỳ tử, bên cạnh đó còn có bạch phục linh, hoa huệ tây giúp cung cấp thêm chất chống oxy hóa. Chiết xuất thiên nhiên không một chút tạp chất nên vị trà ngọt thanh tự nhiên và vô cùng dễ uống. Mỗi ngày sử dụng một gói buổi sáng và một gói chiều tối, nhớ chống nắng kỹ vào ban ngày, kiên trì đều đặn và dần dần các bạn sẽ thấy nhan sắc cũng như da dễ được thăng hạng và nâng cao rõ rệt đó. Này không phải là thuốc và cũng không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh đâu nha.